Phần cuối thông tin trong tỉnh là ghi nhận về thể thao. Thưa quý vị, tại sân bóng đá mini trung đoàn Bình Đạm, huyện Long Điền và bóng đá khối lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 do Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đã chính thức khai mạc giải đấu nhằm chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bảy đội tham dự giải bóng đá khối lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội xếp nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết. Ngay sau lễ khai mạc, giải đã diễn ra ba trận đấu hấp dẫn thuộc vòng đấu bảng. Trung đoàn Bình Đạm gặp trường Trung cấp Biên phòng 2, Công an tỉnh gặp Lữ đoàn 167 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gặp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Giải diễn ra đến hết ngày 1 tháng 12.